Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ một món làm từ cá hồi. Đó là mình sẽ làm chà bông cho cá hồi cho bé nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một lườn cá hồi mình mua sẵn. Một lườn cá hồi này thì khoảng 150g và khoảng 20ml sữa tươi. Cái này mình dùng sữa tươi không đường nhé. Và một ít gừng, khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm để làm món chà bông cá hồi này, hay còn gọi là ruốc cá hồi. Thì mình mua cái cá hồi ở trong siêu thị về, mình để nguyên lát như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ ướp cá hồi với sữa tươi của mình để cho cá hồi của mình nó khử mùi tanh và nó khử hết cái chất độc ở trong cá. Ở cái cá hồi này thì mình nếu mình ướp với sữa tươi thì cái mùi tanh của cá nó sẽ không còn, mà cái hương vị của nó sẽ rất là thơm ngon. Đây cũng là một cách để mình ướp cá hồi để cá hồi không bị tanh khi mà mình nấu cháo. Các mẹ cũng có thể sử dụng cái mẹo này nhé. Mình sẽ ướp cái này trong khoảng 10 đến 15 phút. Trong thời gian mình chờ cá ướp thì mình sẽ đi giã nhỏ cái phần gừng này, và để lát nữa khi mà mình ướp xong thì mình sẽ cho cái phần gừng này vào cá để mình hấp nhé. Sau khi mình ướp xong thì mình sẽ đổ cái phần sữa này đi và mình ướp gừng để mình đi hấp cá. Mình sẽ cho cái phần gừng mình đã bằm nhuyễn vào. Và mình sẽ mang đi mình hấp nhé. Mình hấp cho chín cá thì lát nữa mình sẽ bỏ ra, mình loại bỏ cái phần xương và phần da, mình lấy phần thịt mình làm giúp. Mình hấp thời gian thì tùy thuộc vào cái miếng cá của mình dày hay mỏng. Các bạn cứ hấp cho cá chín là được nhé. Ở đây mình hấp khoảng 10 phút rồi nên là bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ lấy cá ra để nguội một xíu và mình gỡ xương và da. Sau khi mà mình hấp xong thì mình sẽ bỏ đi cái phần xương và da cá. Mình chỉ lấy phần thịt cá, bỏ cái phần gừng đi. Bây giờ thì mình sẽ nêm vào đây một muỗng nước mắm, các mẹ cứ nêm tùy theo khẩu vị của từng bé nhé. Đây mình khoảng chưa đến 50ml này, một muỗng cà phê thôi. và mình làm cho cái cá của mình nó tơi đây. Mình sẽ lấy cái muỗng mình đánh, đây là cái đũa mình đánh cho nó tơi đây. Sau đó thì mình sẽ cho ra cái chảo nhỏ này của mình. Chảo này mình thường dùng để nấu đồ ăn cho bé của mình. Mình sẽ mang chà bông đi rang nhé. Mình mang đi rang. Mình để cái lửa của mình nhỏ nhỏ thôi. Mình để lửa lớn, cá của mình nó sẽ không bông được mà nó sẽ khô. Thơm, mình rang với khi mà mình nghe mùi thơm là được đó các bạn. Vậy là chà bông của mình đã xong rồi các bạn, rất là ngon luôn. Mình nếm thử một xíu, thơm lắm. Đây này, nó phải tơi như vậy này. Lên hình thì sao cái máy của mình cái màu nó không được đẹp á, chứ ở ngoài thì nó đỏ hơn, màu ngoài thì rất là đẹp. Chắc là tại vì do mình bật điện đấy. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một món ăn dành cho bé, đó là mình làm chà bông. Chà bông cá hồi này thì rất là giàu dinh dưỡng và lại tiện lợi nữa. Nếu mà mình cho bé đi chơi, đi xa, hoặc là mình không có thời gian để mình chuẩn bị những cái món nó tốn thời gian á, thì mình có thể làm này sẵn. Mình cho bé ăn kèm với cơm, ăn kèm với cơm nóng, rất là đơn giản. Hoặc là mình nấu cháo trắng rồi mình rắc cái này lên cho bé ăn, cũng rất là tiện. Hy vọng là với chia sẻ của mình thì các mẹ có thêm cho mình một công thức để mình làm thêm những món ăn ngon cho bé yêu của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào đây để cất đi cho bé nhà mình ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ có thể like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Đừng quên chia sẻ những kinh nghiệm nấu ăn của các mẹ dành cho các bé yêu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Mình để kín, mình cắt đi nhé.